Hello anh em cần dòng bàn chải sử dụng cho dòng máy Ryobi. Đấy, bên em đang vệ sinh được tầm 20, tầm 15 em các bạn nhé. Ống đây, tất cả gần như đẹp tầm 90 có con chưa qua sử dụng mình nhé. Có con sử dụng rồi, có con gần như chưa sử dụng, còn bóc nguyên ni lông ra. Đấy, ra xịt nước, quay video cho anh em nó tươi màu. Ống đây. Thế ngoài ra còn một ống có thừa thêm, ống thừa, ống 16 chiếc, à, gậy 16 chiếc, còn thừa các cái đầu để anh em làm giá đỡ đây nhé. Anh em lấy thì chuyển luôn cho anh em, để anh em về anh em ráp đồ. Đấy. Cái hai tai bên hay bị thiếu này, các dòng Ryobi 1800-2000 nhé.